Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh mua bán ô tô cũ của em Khải Đăng Hải Phòng. Em thì chuyên mua bán trao đổi, ký gửi tất cả các loại xe đã qua sử dụng từ 100 đến 300 triệu đồng và từ 2 đến 15, 16 chỗ ngồi. Ngày hôm nay thì Khải Đăng Ô Tô xin giới thiệu với mọi người một chiếc xe Toyota Vios đời 2014 bản G. Anh em nghe có vẻ là đấm đúng không ạ? Bản G này khác bản E và bản G một chút. Bản G này thì máy nó sử dụng máy 1.3 và nó có thiếu cái ABS so với bản E. Nên là giá bán của nó rất rẻ thôi. Bên chợ ô tô miền Bắc bọn em đang giao bán với giá 361 triệu đồng. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với mình thì liên hệ với em số điện thoại 032 60 62 789. Địa chỉ của em là km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Não Hải Phòng, gần nối ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với đường quốc lộ 10 anh em nhé. Rất dễ tìm, rất phù hợp cho anh em nào ở xa đến tìm rất là dễ. Chỉ cần liên hệ với em thì em sẽ đón tiếp các bác bằng nước trà xanh và cơm trưa đầy đủ. Đấy. Em cam kết 100% chiếc xe này là không đâm đụng ngập nước gì. Hồ sơ đã rút và các bác chỉ về lộc thuế và sang tên thôi. Rất đơn giản, thủ tục nhanh gọn lẹ. Chiếc này thì chủ mã đầy đủ thì mới rút được hồ sơ anh em nhé. Đó. Màu vàng đồng rất đẹp, phù hợp cho anh em làm taxi dịch vụ gia đình cũng như là xe hoa, xe đám cưới. Xe gia đình cực kỳ ok luôn. Cái bản phiên bản máy 1.3 này thì nó rẻ hơn với máy 1.5 một chút, Vios E thì 1.5. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó chỉ thiếu phanh bột cụm phanh ABS nên là vì sao giá nó rẻ đi một chút. Đó. Anh em để cho anh em cân đối, nói luôn để anh em cân đối. Chiếc này thì tình trạng xe là cực kỳ đẹp luôn. Màu sơn vàng đồng rất hợp với rất nhiều màu của các bác. Anh em mệnh nào cũng hợp luôn, riêng cái màu vàng đồng này. Nhìn tổng thành xe thì anh em nhìn thấy rồi. Xe cực kỳ mượt mà và đẹp, không có một lỗi nhỏ. Gương kính chỉnh điện. Tất cả những option đều ốp mọi chrome hết rồi. Ốp đèn đằng trước này, đèn gầm này, ốp mặt ca lăng này đều là ốp chrome hết rồi anh em nhé. Đây, gương xi nhan gương đều chỉnh điện hết rồi. Na răng đúc theo xe, 4 bánh nốp mới, rãnh rất là sâu. Anh em nhìn này. Đó, rất đẹp. Chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Nếu anh em tinh ý nghe thấy xe nó kêu cày. Đấy là tiếng máy đang nổ đây anh em ơi. Nó rất là êm và không nghe, hầu như là không nghe thấy tiếng máy nổ luôn. Đó, chỉ 361 triệu đồng anh em đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios. Lồi đồng cối đá đời 2014, đời rất cao. Xe tình trạng gần như là mới tầm 95%, 97%. Anh em chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không phải làm bất cứ một vấn đề gì trên chiếc xe này cả. Anh em chỉ cần một chút thuế và ra biển, phí ra biển anh em đã về chính tên chính chủ của mình sở hữu chiếc xe này. Liên hệ với em số điện thoại 032 60 62 789 sở hữu ngay em nó về chạy dịch vụ cũng như về đi gia đình. Đó, anh em nhìn này, ốp đằng sau đèn đung đều ốp chrome hết rồi. Chủ xe rất là lưu ý về chiếc xe này nên là người ta rất quan tâm đến xe. Đây anh em nhìn đi, cực kỳ mới này, nốp nát này, rãnh rất là sâu. Đó, nhìn này, cua lốp không biết mọt. Nhưng tất cả những đường gân gờ quanh xe đều rất là phẳng và đều. Cam kết là không đâm đụng ngập nước gì. Đó, lẹp chân kính nha, chrome hết rồi. Nhìn rất là khỏe xe luôn. Cái form 2014 bắt đầu từ 2014 thì Vios nó lên form mới, form siêu nhân này. Nhìn anh em nhìn rất là sang trọng và lịch lãm. Anh em đi ngoài đường ngỡ tưởng 2017, 2018, 2019 luôn. Rất đẹp. Thì em sẽ đi vào phần nội thất chiếc xe để phục vụ các bác này. Màu sơn vàng đồng này thì anh em biết là vàng cát này rồi, anh em biết rồi. Vàng đồng vàng cát này thì thực sự được sự ưa chuộng của anh em rồi. Không có gì phải lăn tăn cả. Vừa mới về thôi, còn chưa kịp rửa luôn. Đã phục vụ các bác luôn. Đó. Thì đây là phần nội thất của chiếc xe đây anh em này. Anh em nhìn đây, keo chỉ zin 4 cánh toàn tập luôn. Đó, keo chỉ zin này. Tapi cửa cực kỳ mới, chưa kịp dọn nên là nó hơi bẩn bẩn loang loang một chút, nhưng anh em nhìn này, rất là mới luôn. Đây, da mà bọc cánh cửa này, nội thất màu đen cực kỳ đẹp anh em nhìn này. Rất là sang trọng luôn. Đẹp kinh hoàng luôn. Em nói dùng từ đẹp kim hoàng thôi. Đây là túi khí của chiếc xe anh em ơi. Bên kia một túi nữa. Đấy, mặt đằng trước đã qua táp nô thì đã có cái trải thảm rồi. Chiếc này màn hình cam nùi đầy đủ anh em nhá. Full option luôn. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Ghế da màu đen huyền bí. Ui, đẹp thì thôi rồi. Đây anh em nhìn này. Ốc bản lề còn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện luôn này. Chưa động chạm gì vào ốc bản lề luôn. Đây anh em nhìn những cái phao xốp mà để người ta làm
cố định những cái phần vỏ của chiếc xe vẫn còn nguyên zin này. Đó, anh em nhìn đi. Lốp lắp mới, lốp bên phụ cũng cực kỳ mới nhá, bốn quả lốp như nhau luôn. Sâu rãnh như sâu, gọi là hơn khe của chị em phụ nữ luôn. Anh em nhìn này. Rất đẹp. Tình trạng xe là chỉ việc đổ xăng và chạy và đi là kiếm tiền thôi anh em nhá. Nó rất nhiều cái option nó cực kỳ đẹp luôn đây anh em ơi, cột kèo nguyên zin luôn nhá. Rất đẹp. Chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không làm bất cứ một cái vấn đề gì về máy móc hay là về vấn đề về thân vỏ hay gì hết. Màu vàng đồng cực kỳ chất lượng, phù hợp với tất cả anh em. Cái này xe hoa tốt anh em nhé. Mỗi tháng anh em cứ cố gắng làm mấy chục cái chuyến xe hoa là anh em đủ tiền rồi, trang trải cuộc sống rồi. Cốp rất rộng, siêu rộng luôn. Này mà đựng chứa hai người luôn anh em ơi. Anh em nào hôm nào đi overlay thì anh em ấn hai người vào cốp này thì cực kỳ an tâm rồi. Rất đẹp. Công lốp vẫn còn. Còn cái quay lốp thì ở trên ghế lái rồi. Vẫn còn cái cứu hộ xe vẫn chưa dùng lần nào anh em nhé. Đó, rất đẹp. Keo chỉ cốp thì nguyên zin này anh em này. Nguyên zin luôn. Đây. Thì đã thấy cái màn hình cái can nùi ở đây rồi. Như vậy là đã có màn hình can nùi đầy đủ của chiếc xe này nhé anh em nhé. Chủ mà đầy đủ rút hồ sơ rồi, chỉ về tên anh em trong một nút nhạc thôi. Đó. Chỉ cho 361 triệu đồng anh em đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios đời 2014 đời cao. Số sàn máy 1.3. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nó rơi vào tầm 5 lít rưỡi trên 100 km. Đó, vành đúc phanh đĩa đầy đủ, thiếu mỗi cụm ABS thôi. Hai túi khí anh em nhé, màu vàng đồng. Gương kính chỉnh điện. Tất cả những bên ngoài thì đã ốp hết chrome rồi, không có thiếu một cái chức năng gì cả, có một chiếc xe Vios xịn cả. Cực kỳ đẹp về form dáng này. Em sẽ quay phần máy móc chiếc xe để phục vụ anh em. Đây anh em nhìn thấy đã dán kính 3M tất cả các bốn cánh này, nhìn rất là mượt đều. Nói chung là bên trong không cần làm một cái gì cả. Tình trạng thì xe vẫn đang nổ nên em sẽ bật cái điều hòa lên xem thế nào. Z boost luôn anh em ơi. Điều hòa Z boost luôn nhá. Đó. Cực kỳ chất lượng, màn hình đầy đủ. Em thử cái vào cái cam nùi xem có tình không. Xe đi chuẩn là 6,2 anh em nhá. Xe này rất là đi rất là ít luôn. Chỉ việc bây giờ chỉ việc về đổ xăng và kiếm tiền thôi, công nhận này. Chiếc xe này nó mới đến từng chi tiết rồi anh em ạ. Đây. Cam nùi anh em nhìn, mấy anh em ngáo ngơ đằng sau nhìn rất là rõ này. Đó. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Nói ngáo ngơ thì anh em đấm chết. Đây anh em ơi nhìn đi. Nội thất chiếc xe thì không thể chê vào đâu được. Em nói thật với anh chị là với 360 triệu anh em không thể tìm được một chiếc xe bản gì nó lại đẹp như mức độ như này. Cực kỳ mới đến từng chi tiết một. Đó. Màn hình cam nùi đầy đủ, túi khí đây. Đây một chiếc này. Bên này chiếc nữa là hai này anh em này. Đó. Đầy đủ hai túi khí nhá anh em nhá. Tapno đã bọc da, ôi trời ơi đẹp kinh hoàng. Thử xem cái đầu đài xem nào. Ui rồi. Âm thanh thì vũ trường anh em nhá. Như vậy là chiếc này thì sẵn đi rồi, anh em chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Nhắc lại đây, anh em chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Một chút thuế với lại một chút phí ra biển anh em có thể ra tên chính chủ mình luôn. Thì đây. Đây là phần máy móc chiếc xe. Xe đang bật điều hòa nhưng máy cực kỳ êm, nghe không có một tiếng động lạ nào. Chỉ nghe thấy tiếng dàn cò nó gõ rất là đều và phẳng lì luôn. Và tiếng lốc điều hòa kêu rất là mượt mà thôi anh em ơi. Tất cả những option bên trong anh em nhìn kìa, cực kỳ mới luôn nhá. Chưa có một vết động ốc vào luôn. Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ 361 triệu đồng anh em sở hữu ngay. Một chiếc Toyota Vios đời cao rồi, đời 2012 rồi. Đây, nguyên zin hết này anh em nhìn này. Lỗ này, capo rất là tròn, chưa đâm đụng ngập nước gì. Đã cam kết là cam kết anh em ạ. Cứ việc an tâm mà đổ thôi. Bình thì bình nước GS rất là to, khỏe. Đây anh em nhìn này, máy móc khô đét luôn, không có một dấu vết gì. Cực kỳ khô và đẹp luôn. Rất đẹp. Như vậy là em đã review xong chiếc Toyota Vios đời 2014 số sàn máy 1.3. Giá bán chỉ có 361 triệu đồng cho đời cao và tiết kiệm nhiên liệu.
rất phù hợp với các bác đi công việc dịch vụ cũng như là taxi gia đình, và cũng như là phục vụ gia đình mình. Thì anh em nào cảm thấy chiếc này màu vàng cát, màu vàng đồng này nó phù hợp với mình thì anh em liên hệ với em số điện thoại 0326062789, hoặc đến trực tiếp cơ sở chợ ô tô miền Bắc của em, địa chỉ là Kim Lô Mét này, 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Hà Nẵng, Hải Phòng, gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với đường 10, ngay trên cầu Tân Cựu thôi. Thì anh em sẽ được trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi clip của em. Chúc mọi người có một những cung đường vạn dặm bình an, và anh em nào xem mới xem clip thì cho em xin thêm một like cũng như một theo dõi để em có động lực làm những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn mọi người.